Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 22 tháng 3 năm 2023, kênh cập nhật giá mít Thái tại các khu vực để bà con mình tham khảo. Thưa bà con, hiện tại thì giá mít Thái đang ở mức tốt hả bà con ha? Nhất là mít loại A. Tuy nhiên kênh cũng đã chia sẻ với bà con mít loại A là gồm mít nhất, mít nhì đó thì hiện tại rất ít vừa, rất hiếm vừa có mua loại mít này. Nếu có đi chăng nữa thì cũng sẽ là chỉ có một vài trái thôi. Và hiện tại thì trong thời gian vừa qua cũng đã ghi nhận là có một vài nhà vườn bán được trái mít nhất từ 20-24kg trở lên đó, thì được giá rất là tốt ha, cũng là một cái nguồn khích lệ cho bà con. Tuy nhiên kênh cũng nhắc đi nhắc lại là hiện nay rất hiếm mua hàng A nha bà con nha. Toàn bộ là mua hàng B, hàng C là nhiều để đáp ứng nhu cầu của đối tác bên Trung Quốc. Quay trở lại tình hình giá sáng ngày hôm nay thì kênh cập nhật cho bà con là giá hiện vẫn đang đi ngang so với hôm qua. Tại khu vực Tiền Giang, mít nhất 42.000, mít nhì 32.000. Kem lớn từ 9kg trở lên 33.000, kem nhỏ từ 7kg trở lên 23.000, kem ba từ 5kg trở lên 18.000, mít chợ 6.000. Tại Đồng Tháp, An Giang và Long An, mít nhất 41.000, kem lớn 32.000, kem nhỏ 22.000, kem ba 17.000, mít chợ 5.000. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang, mít nhất 40.000, kem lớn 31.000, kem nhỏ 21.000, kem ba 16.000, mít chợ 5.000. Tại Vĩnh Long và Trà Vinh, mít nhất 41.000, kem lớn 32.000, kem nhỏ 22.000, kem ba 17.000, mít chợ 5.000.